Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn đến với những diễn biến của vòng đấu thứ bảy, cũng là vòng đấu cuối cùng của siêu giải Champion Chess Tour Finals. Ở vòng trước, các bạn đã biết kỳ thủ số 1 của chúng ta Lê Quang Liêm lại một lần nữa ôm hận trước các kỳ thủ Ấn Độ khi để thua khá trong vánh đại kiện tướng đang đứng thứ tư của Ấn Độ là Erigasi Azun. Sang ngày thi đấu cuối cùng, Quang Liêm sẽ chạm trán ma thần trưởng Sakria Mamendiarov, kỳ thủ số 1 của Isaac Bajan. Tại giải đấu này thì Mamen đang có phong độ khá là nâu no hốp khi anh mới chỉ có được hai trận thắng trước thần đồng Ramesh Bambu Bragnananda và hòa vương Anis Giri. Và đúng là phong độ của anh nâu no hốp thật. Ngay ván cờ đầu tiên, Quang Liêm đã giành chiến thắng với nước thí mã thiên tài chốt hạ ván cờ. Ngay sau đây mời các bạn đến với ván cờ thứ hai Ở ván này, Lê Quang Liêm được cầm quân trắng đi trước, anh mở màn với nước tốt D4 sở trường. Ma men đáp trả bằng nước tốt D5. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã F6. Trắng để tốt C4, thí tốt. Tốt đen ăn tốt trắng, hình thành khai cuộc gam bít hậu chấp nhận. Trắng để tốt E3, mở đường cho tượng bắt lại tốt đen. Đen biết là kiểu gì thì tốt C4 cũng không giữ được. Cho nên không buồn bảo vệ tốt, mà để tốt E6, mở đường cho tượng phát triển. Tượng trắng ăn lại tốt đen, tiện đường phát triển tượng và chuẩn bị nhập thanh. Đen để tốt C5 gạ đổi tốt Nếu đổi tốt thì đen sẽ đổi hậu Khiến cho trắng bị mất quyền nhập thành Sau đó tượng đen ăn lại tốt trắng Tiện đường phát triển tượng để nhập thành Do đó trắng không đổi tốt với đen Mà nhanh chóng nhập thành Đen để tốt A6 Làm bàn đạp đẩy tốt B5 tấn công tượng trắng Trắng phát triển mã D2 Ở đây thì đen nên đẩy hạt tốt B5 tấn công tượng trắng Trắng sẽ phải chạy tượng Đen sau đó đổi tốt với trắng hay là đẩy tiếp tốt C4 đều có vẻ ổn áp Nhưng mà thực tế đen lại chỉ đẩy tốt B6 Có thể đen có toan tính nào khác Cũng có thể là đen bị di nhầm chuột Trắng liền đổi ngay tốt với đen Tượng đen ăn lại tốt trắng Tiện đường phát triển tượng và chuẩn bị nhập thành Trắng đẩy tốt A3 Làm bàn đạp đẩy tiếp tốt B4 tấn công tượng đen Đen theo kế hoạch nhập thành Trắng theo kế hoạch để tốt b4 tấn công tượng đen đen lùi tượng về d6 nhằm nhẹ rình dập tốt trắng h2 trắng phát triển tượng b2 kiểm soát đường chéo lớn và mở đường cho xe trắng qua c1 kiểm soát cột mở c đen cũng phát triển tượng lên b7 kiểm soát đường chéo lớn trắng lên hậu e2 liên kết song xe đen phát triển mạng d7 mở đường cho xe sang c8 kiểm soát cột mở c trắng bình xe sang c1 kiểm soát cột mở c trước Nhận thấy tốt đen A6 khá yếu khi đang bị cả hậu và tượng trắng nhắm vào. Đèn để tốt A5 gạ đổi tốt, sau đó thì mới có thể phát triển được xe và tượng. Trắng chưa vội đổi tốt với đen mà đẩy tốt E4, dọa nước sau đẩy tiếp tốt E5 tấn công đôi tượng và mã đen. Đen liền để tốt E5 chặn lại ngay. Giờ thì trắng mới đổi tốt với đen. Xe đen ăn lại tốt trắng kết hợp với tượng tấn công tốt trắng A3 trắng không thèm bảo vệ tốt mà bình tiếp xe sang D1 kiểm soát cột MD nhăm nhe tấn công hậu đen. Nếu đen A1 lấy tượng ăn tốt trắng A3 gạ đổi tượng thì trắng sẽ chưa vội đổi tượng với đen mà nhảy mã lên B3 tấn công xe đen. Đen sẽ phải chạy xe về A7, A8 hoặc là A4 vì còn phải bảo vệ tượng. Sau đó thì tượng trắng mới ăn tượng đen, xe đen ăn lại tượng trắng thì mã trắng ăn tốt đen. Trắng lãi được một tốt, có quân mã kiểm soát trung tâm. Hai xe kiểm soát hai cột mở chiến lược, lợi thế sẽ nghiêng về trắng. Do đó, ở ván cờ thực tế, đen chưa vội lấy tượng ăn tốt trắng A3, mà có lựa chọn chính xác là lên hậu E7 trồng quân với tượng tấn công tốt trắng A3, bảo vệ tốt E5 và tránh khỏi đường tấn công của xe trắng trên cột MD. Trắng biết là không thể bảo vệ được tốt A3, cho nên đi tượng B5 nhằm nhe tấn công mã đen D7. Nếu đen vẫn hàm hồ lấy tượng ăn tốt trắng A3 gạ đổi tượng thì trắng đổi tượng với đen luôn. Hậu đen ăn lại tượng trắng thì mã trắng C4 tấn công đôi hậu và xe đen. Đen chắc chắn thiệt chất trong tình huống này. Xe đen mà ăn lại tượng trắng thì trắng sẽ phi xe xuống C7 tấn công tượng trắng đồng thời ghi mã đen. Sau đó sẽ nhảy mã lên C4 tấn công xe đen mở đường để song xe cùng tượng dồn lực tấn công mã đen D7 đen chắc chắn sẽ mất quân trong tình huống này. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám ăn tốt trắng mà lùi xe về a8 liên kết song xe. Trắng liền đẩy tốt a4 liên kết chặt chẽ với tượng và bịt cột a lại. Đen bình xe ép sang d8 làm đối trọng với xe trắng trên cột md. Trắng đẩy tốt h3 ngăn mã đen nhảy lên g4 và mở đường thoát cho vua để phòng có biến. Đen cũng bắt trước đẩy tốt H6 với mục đích tương tự. Trắng nhảy mã lên C4 kết hợp với xe tấn công tượng đen. Đen chạy tượng C5 nhằm nhẹ tốt yếu F2 của trắng. Trắng lùi mã về E2 kết hợp với hậu bảo vệ tốt E4. Sau đó có thể nhảy lên B3 tiếp tục truy sát tượng đen. Đen đi tượng D4 gã đổi với quân tượng đang chiếm đường chéo lớn của trắng. Trắng đổi luôn tượng với đen. Tốt đen ăn lại tượng trắng mở đường cho hậu kết hợp với tượng và mã đen tổng lực tấn công cứ điểm tốt E4. Ở đây trắng có thể nhảy mã lên F3 tấn công lại tốt đen D4. Mã đen là tốt trắng thì mã trắng ăn lại tốt đen. Lực lượng cân bằng nhưng mà trắng có thể đứng quân đẹp hơn. Tốt đen B6 thì khá là yếu, rất dễ bị tiêu diệt. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng lựa chọn bình xe E1 dồn quân bảo vệ tốt E4. Đen bình xe B8 bảo vệ tượng và tốt yếu B6. Trắng đẩy tốt e5 tấn công mã đen, đồng thời làm bàn đạp cho mã trắng nhảy vào d6 biến thành mã bạch thuộc. Đen chạy mã d5 chiếm lĩnh trung tâm. Trắng phi hậu lên g4 tấn công tốt đen d4, sau đó sẽ đẩy tốt e6 gạ đổi tốt nhằm mở cột e. Ở đây, đen nên nhảy mã lên c5 tránh đường tấn công của cả hậu và tượng trắng, kiểm soát ô e6 ngăn không cho tốt trắng tiến tiếp xuống. Trắng nhảy mã vào D6 biến thành mã bạch tuộc thì đen phi hậu lên G5 gạ đổi hậu. Đổi hậu xong, ván cờ nhìn chung là cân bằng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen lại vội vã phi ngay hậu lên G5 gạ đổi hậu và đây là một sai lầm nghiêm trọng, một nước đi blunder. Chớp lấy sai lầm này, trắng lấy tượng thịt luôn mã đen. Nếu hậu đen ăn hậu trắng thì tượng trắng ăn về, trắng sẽ lại không được một quân mã. Đen trong hiểm cảnh nghĩ ra một diệu kế Lấy xe ăn lại tượng trắng và thí xe Hậu trắng ăn ngay xe đen Đen hí hưởng tưởng trắng mắc bẫy Nhanh chóng lùi mã về F6 tấn công hậu trắng Và mở đường cho tượng kết hợp với hậu dọa ăn tốt G2 chiếu hết Tưởng rằng sẽ vớ lại được quân hậu Ai ngờ trắng lấy hậu thịt luôn tượng đen và thí hậu What? Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài thiên tài thì cũng phải chết. Xe đen ăn lại hậu trắng. Nếu bây giờ trắng lấy tốt ăn ngay mã đen thì lợi thế về chất cho trắng đã khá là lớn rồi. Khi mà có song xe song mã đấu với hậu xe của đen. Tuy nhiên trắng chưa vội lấy tốt ăn tiếp mã đen mà nhảy mã lên F3 tấn công đôi hậu và quân tốt thông của đen. Đen chạy hậu G6. Giờ thì tốt trắng mẹ ăn mã đen. Hậu đen ăn lại tốt trắng và bảo vệ tốt thông trắng bình xe E sang D1 kết hợp với mã tấn công tốt thông của đen. Nếu đen qua xe D7 kết hợp với hậu bảo vệ tốt thì trắng bình sẽ B1 kết hợp với mã sẽ bắt được tốt đen B6. Nói chung còn mỗi hậu với xe cho nên đen kiểu gì cũng không bảo vệ được quân tốt thông này. Đen nên bình xe A7 tấn công lại tốt trắng A4. Trắng không ăn tốt đen mà lại bình xe B1 kết hợp với mã tấn công tốt đen B6. Xe đen ăn tốt trắng và tấn công mã trắng Mã trắng ăn tốt đen và tấn công lại xe đen. Đen chạy xe a3. Ở đây, trắng có thể lấy mã tiêu diệt ngay quân tốt thông của đen cho đỡ lằng nhằng. Nhưng mà trắng lại lùi mã về d5 tấn công hậu đen. Đen chạy hậu d6 tấn công lại mã trắng. Trắng chạy mã về e3. Tốt đen bị ghim, không thể ăn lại mã trắng. Ở đây, đen nên lùi xe về a4 bảo vệ tốt và ngăn mã trắng nhảy vào c4 tấn công đôi xe và hậu đen. Thế nhưng, đen lại vội vã tiến tiếp tốt xuống D3. Chớp lấy cơ hội này, trắng nhảy ngay mã lên C4 tấn công đôi xe và hậu đen. Sau nước đi này, đen chắc chắn mất xe và sẽ mất tiếp quần tô thông D3. Một mình hậu đơn độc của đen chắc chắn không thể chọi lại được song xe một mã của trắng. Do đó, biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Sakriya Mamendiarov đành buông chuột đầu hàng. Như vậy với pha thí hậu thiên tài, Lê Quang Liêm tiếp tục có chiến thắng thứ hai trước Mamen Sang ván thứ ba, Mamen Diarop đã vận hết nội công Mamen thần trưởng để chiếu hết được Quang Liêm. Nhưng đây chỉ là một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Khi mà đến ván thứ tư, Quang Liêm lại tiếp tục có một pha thí mã thiên tài nữa, khép lại ngày thi đấu cuối cùng với thắng lợi giòn giã 3-1. Với chiến thắng này thì Liêm lọt vào top 3 của siêu giải với số tiền kiếm được là 27.500 đô, tương đương gần 700 triệu đồng Việt Nam. Tổng kết cả 9 giải đấu, Quang Liêm xếp hạng ở vị trí thứ tư với tổng số tiền kiếm được là 123.000 đô, tương đương hơn 3 tỷ đồng Việt Nam. Một giải đấu đáng nhớ và thành công của Quang Liêm. Mong rằng với chuỗi siêu giải năm 2023 thì Liêm vẫn giữ được phong độ để còn cống hiến cho khán giả nhiều ván cờ hay và kiếm được nhiều sẻng hơn nữa ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại